Pháp Mở Rộng năm nay sẽ không còn giống như mọi năm với sự vắng mặt của Rafael Nadal. Bên cạnh đó là nhiều tay vợt tên tuổi khác. Sự vắng mặt của Rafael Nadal chính là điều tiếc nuối nhất tại giải Grand Slam thứ hai trong năm. Những chấn thương đã khiến chủ nhân của 14 danh hiệu Pháp Mở Rộng không thể thi đấu tại đây lần đầu tiên kể từ năm 2005. Tay vợt khác từng nằm trong nhóm Big 4 một thời là Andy Murray cũng không thể đến Paris thi đấu. Mặt sân đất nện không phải là sở trường của tay vợt người Scotland. Ở tuổi 36, việc bỏ Pháp Mở Rộng để dồn thể lực thi đấu tại Wimbledon trên sân nhà là một quyết định dễ hiểu của Andy Murray. Ở nội dung đơn nữ, Pháp Mở Rộng sẽ chứng kiến sự vắng mặt của ba nhà vô địch Grand Slam là Simona Halep, Naomi Osaka và Emma Raducanu. Simona Halep đang trong thời gian bị cấm thi đấu vì sử dụng doping. Naomi Osaka đang nghỉ để sinh con, còn Emma Raducanu đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Tuy nhiên không vì thế mà Pháp Mở Rộng năm nay trở nên thiếu hấp dẫn. Trong quãng thời gian qua, đã có nhiều tay vợt đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi thi đấu trên mặt sân đất nện. Đó là Jorge Rune, Daniil Medvedev ở nội dung đơn nam hay Elena Rybakina ở nội dung đơn nữ. Tất cả đã sẵn sàng làm nên kỳ tích tại thành phố Paris sau đây hơn 2 tuần.